Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, nên trong những năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục ở huyện miền núi Tương Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, động viên khuyến khích các nhà trường thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trường tiểu học Yên Hòa 1, một ngôi trường có bề dày thành tích dạy tốt học tốt của huyện Tương Dương. Hàng năm, nhà trường đều được xã quan tâm, hỗ trợ và nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học. Đặc biệt, năm học vừa qua, nhà trường đã được đầu tư 1,8 tỷ đồng xây dựng điểm trường, chính khu, nhà cao tầng có 5 phòng học với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Tại các điểm trường lẻ, các phòng học cũng đã được xây dựng khang trang, rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015. Ngay từ đầu năm học đã là phải lên cái kế hoạch, rồi là trình thường vụ đảng ủy. Đảng ủy thì họ là họp và triển khai kế hoạch theo cái kế hoạch của nhà trường đã đề ra, và tức là triển khai tần đối với từng hộ dân, từng bậc phụ huynh, để là mỗi người dân thẩm nhuận được cái vấn đề là để toàn dân có trách nhiệm trong công tác xây dựng cơ sở chất và cũng như là vấn đề cái huy động học sinh đến trường. Nhờ đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, đến nay huyện Tương Dương cơ bản xóa phòng học tranh tre nứa lá. Hầu hết hệ thống trường học và nhà công cụ giáo viên trên địa bàn huyện được xây dựng từ nhà cấp 4 trở lên bằng các nguồn vốn của chương trình 135-30A, kiên cố hóa trường lớp học. Bên cạnh đó, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn huyện đã huy động được hơn 1,7 tỷ đồng làm nhà bán trú dân nuôi cho 15 lớp nhà trẻ, 89 lớp mẫu giáo và 13 trường tiểu học. Đây là điều kiện thuận lợi để 11 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, trong 3 năm qua, huyện Tương Dương còn được các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp tài trợ, ủng hộ để xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng. Nhờ vậy, trong năm học này, nhiều trường học đã được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng. Cơ sở hạ tầng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục phát triển. Thì cái việc xã hội hóa giáo dục thì đặc biệt là nói chung triển khai rộng rãi trên toàn địa bàn xã, nhưng mà đặc biệt quan tâm hơn là những cái trường mà có kế hoạch thực hiện chuẩn quốc gia về giáo dục. Thì mọi người dân tuy là hộ thì đều nghèo cao, nhưng mà dân đều là phấn khởi, là đóng góp tích cực. Công tác xã hội hóa giáo dục đã khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương. Tuy nhiên, hiện tại, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu của các nhà trường, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa như Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mai Sơn, Nga Mi. Vì vậy, muốn đạt được mục tiêu đến năm 2014, xây dựng thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, xóa 35 phòng học tạm bợ của bậc học mầm non, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập, bảo đảm yêu cầu, chuẩn hóa, hiện đại hóa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng thư viện, phòng học bộ môn chuẩn, thì thời gian tới, huyện cần phải có những biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Cùng với cái nghị quyết 30A, thì huyện Tương Dương đã cùng tiếp cận với các doanh nghiệp và cũng kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ thông qua cái nhiều cái kênh. Một là cái về phía huyện thì là giới thiệu cái hình ảnh của huyện Tương Dương về giáo dục của huyện Tương Dương để cho tất cả các doanh nghiệp để người ta cảm thông và chia sẻ. Về phía trách nhiệm của huyện là cái lựa chọn cái nhà thầu có năng lực và có uy tín để đầu tư xây dựng các trường học, bảo đảm cái chất lượng tốt. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, việc huy động sự đóng góp sức dân sẽ tạo nguồn lực mạnh mẽ hơn để Tương Dương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Điều này có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp ngành giáo dục đào tạo Tương Dương hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của năm học, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, huy động học sinh đi học đúng độ tuổi và xây dựng trường chuẩn quốc gia.